Xin chào cả nhà đã quay lại với kênh ẩm thực Biển Phú Yên của mình. Hôm nay ghi mình đã lên lên trên biển tầm 8 ngày rồi nha anh em, nhưng mà chưa gặp được cái cây nào. Chúng thưa mình thì mới chạy lên trên đây thì mới thấy một đầm rác, nên kêu em Lợi mình với em Đại mình đỡ xuống lặn coi thử có cá đứng hay không. Em Lợi mình thì đang bao xét lại đầm rác đỡ ngó kỹ thử có cá đứng hay không. Còn mấy chú cháu anh em mình trên ghi thì đang rất chăm chú vào em Lợi mình, mong rằng gặp đầm rác này có một ít kia đứng để đánh kim tổn kim dầu nha anh em. Tại vì mấy chú cháu anh em mình đã lên đơn đến 8 ngày rồi trên biển. Đây là chú mưu mình đang thả câu dích, mà mấy em mình đang xuống lệnh nếu mà có kia thì tụi mình sẽ bỏ đánh lưới. Nên là chú mưu mình phải kéo câu lên, chứ không thì đánh lưới nó sẽ dính vào câu. Hình như em Lão và em Đại mình đã thấy kia rồi nha anh em. Chắc chuẩn bị tụi mình sẽ bỏ nhấc lưới đây. Em Đại và em Lão mình hai em đang bơi, một người ở trong và một người ở ngoài, để bơi nó dòm kỹ hơn khỏi có sốt kia nha anh em. Chứ nếu mà bơi một người không thì sẽ không có thấy kia được. Nói chung em Đại với em Lợi mình đã thấy kéo nha anh em, chuẩn bị tụi mình sẽ bỏ nhấc lưới đây. Mong rằng ông bà thương bà kẹo thương sẽ được một mỹ kia đậm đặc nha anh em. Anh em nhớ theo dõi và ủng hộ kênh Phú Yên Nghĩa Tình của mình nha anh em. Đó, chú thưa mình đang cua ghi lại để đánh. Nói chung thì đánh cái cây này thì cũng rất là dễ nhưng anh em, chứ không có khó, nhưng mà đánh cái món thì chạy, còn cái cây hay là đùm rác này thì nó đứng vào bóng, nó chỉ đứng im một chỗ nên đánh rất là ít lưới, rất là gọn, nhưng mà ké thì cũng rất là nhiều nha anh em, không ít đâu. Thợ bạn trên ghi mình đang sửa sạn hết đâu, chuẩn bị bỏ cho nó thuận nước thuận gió để nên mà đùm cây nem ở trên rồi tụi mình sẽ bắt đầu đánh nha kìa nha. Tụi thua mình đang cua ghi lại để nó hợp lý. Nói chung thì đánh đi làm mà cái cây với rác ở một hơi này thì rất là làm từ từ điềm tĩnh, chứ không như cái món thì hấp tấp nha cả nhà. Đó, anh quay mình đã giục mí bắt đầu đánh. Đang ngó thử em Lợi với em Đại mình lên tem như thế nào để tụi mình biết mà đánh nha cả nhà. Họ tụi thường mình đang lên kia. Nói chung thì quýnh cái cây với những đầm rác này thì chạy cũng không cần phải nhanh hết đắt như đánh cái món nha anh em. Tại vì như mấy clip trước thì mình quay là ghi mình đi đánh cái món cái nấu cái bếp mồi thì nó rất chạy rất là nhanh, nên tụi mình phải chạy nhanh để đua theo nó. Cùng như những cây như đầm rác này thì nó chỉ nằm im một chỗ, rồi ghi mình chỉ có việc bao lưới cho nó trọn vẹn chỗ kia đứng là được thôi nha anh em. Quá là dễ dàng, mà cũng rất là mong cho ba kẹo ông bà thương để tụi mình chạy gặp nhiều đầm rác và những khúc cây có bông lớn kia đứng lâu nên nó mới nhiều nha anh em. Chứ có nhiều cây thì đứng có một cây hai cây kia thôi cũng không có đủ dâu là mấy. Nói chung là tụi mình muốn nhặt lưới đây rất là hy vọng. Ồ, đang mình đang xôi chỗ em Đại và em Lợi. Đó, em Đại em Lợi mình đang lặn, vẫn cũng lặn đỡ dơm và chỉ mấy anh em mình đánh bích như thế nào cho nó dở. Đã đánh bao trùm hết rồi nha anh em. Giờ tụi mình đang cầm dây rút và xuống gương còn có em Lợi và em Đại mình. Điện dơm của thử kia đứng đỡ chỗ nào để đối thủ thường mình rút cho nhanh, lên dây cho nhanh để đánh bích luôn kia cho nó gọn và có hiệu quả nhất. Nói chung là lạng hồi mai giờ anh em vẫn thấy vẫn lên tem nhân, mà hình như luôn kia này cũng khá là hấp dẫn, nó chạy khá là sâu nên khó là thấy, nên anh em lạng dơm cho kỹ mới thấy được.
Đó, giờ mấy chú cháu mình đã lên phiên xong, viên thờ bạn trên kia mình đã xong. Giờ đang bên lưới tới cuối đẩy nhưng anh em. Nói chung thì video nếu mình quay hết thì nó khá là dài và nó chẳng có hấp dẫn là mấy. Nên mình chỉ lấy những đoạn nào hấp dẫn nhất, những đoạn nào mà để cho những anh em và những người xem có một trải nghiệm thực tế nhất trên những chuyến đi trên biển của tụi mình. Thì mình chỉ làm những anh em chứ mà quay hết thì nó chẳng có là hiệu quả bao nhiêu, mà anh em thì coi nó sẽ nhàm chán, chẳng được gì hết. Mình chỉ lấy những video hay, hấp dẫn để anh em trải nghiệm mà thực tế nhất có thật. Giờ kia đã tới cạn đấy chưa? Mấy anh em thợ bạn trên kia mình đang hút lưới lên nhưng cái nhà. Em huy mình thì lấy tay quá là nhanh luôn. Đồ em giọt mình đồ. Thợ bạn mình làm khá là nhanh nhưng anh em. Đó. Giờ kia là nó là giờ đẩy hết luôn nhưng anh em, giờ tụi mình sạc lên cho nó điều đường lên và bắt kia cho nó thuận lợi nhất và kia nó giữ cũng kia nó tư đỡ muối đá lâu ngày. Nhưng anh em muối đá thì ở đi một chân biển này có thể ở trên 10 ngày đến nửa tháng, nên kia mỗi lần đánh bắt lên là phải muối cho thật là kỹ đỡ cho vô bán thu mua được vía, chứ không là mất vía nó chỉ không có tiền dầu nha cả nhà. Có cái thu thu này không phải như là thu mới được mình quay, nhưng anh em thu mới được mình quay là thu loại mọc, thu xuất khẩu, còn đây là thu hũ này cũng có giá trị, nhưng mà thu hũ này thì anh không bằng cái thu mới được mình quay được, nói chung nó phải rẻ hơn. Nhưng anh em đó, một con này tầm khoảng 2 kg đến 3 kg, quá là hấp dẫn. Được thêm mớ em bình đông nữa, bò da nữa. Bình đông này mà luộc lên chấm muối ớt là hết sảy luôn nha anh em. Mấy chú cháu anh em mình đã làm xong mọc nhật lưới rồi, giờ đỡ mấy anh em ở dưới thì muối kéo và đập đá thao lưới lại. Còn mình với chú thừa, mình với em ruột mình thì đang đứng ở trên để quan sát coi thử có một đùm rác đâu nữa không, rồi tụi mình tiếp tục làm tiếp. Nói chung tụi mình đi ra ngồi này thì rất là khơi, nhưng anh em cả nhà tụi mình đi tới đảo Hòn Tre Lặn gần giáp biên với Philippines và Indo. Nói chung đi một chuyến biển như thế này khá là xe tốn phí khá là nhiều, nên là tụi mình mỗi lần đi như chuyến biển như thế này thì rất là tranh thủ thời gian để đánh bắt. Khi mà biển im mồi gió thì tụi mình sẽ ra đỡ có một thu hoạch mùa màng nó thuận lợi, nhưng anh em cả nhà để tốn phí nó bớt lại. Chứ ra ngoài này thì dầu đá nước đồ các kiểu thì nó rất là hao, nhưng không cách những cái bữa mình quay video đánh bắt ở gần bờ thì tốn phí rất là ít. Ngồi khơi trời như thế này cũng gọi là im rồi nha anh em, chứ không có là mồi gió như thế nào. Còn nếu mà như này ở trong bờ gọi là quá là mồi luôn nha anh em cả nhà. Gió này tầm cấp 5 đến cấp 6. Mà ghi mình thì giờ vẫn chạy tốt, đỡ đảo cây kiếm ké để về có tiền tiêu Tết nha anh em cả nhà. Chứ giờ Tết nhất cũng gần tới nơi rồi, Tết nhất thì còn cỡ 20 ngày nữa thì tới, nên phải tranh thủ đến bây giờ kiếm bộ đồ cho con bạn. Đó, giờ chú thừa mình đang chạy lên, hình như chú thừa đang thấy một đầm rác nha anh em cả nhà. Ghê quá là tư, quá là hấp dẫn luôn nha anh em. Giấy đập rập đó là để phân chia em Đại, em Lợi, em Tý, mình Dũng, mình và anh Quang, mình và Trung Mương mình thì muối ké muối đá. Còn mình với chủ thưa mình, em Dược mình, em Huy mình thì đang đứng ở trên đỡ quan sát. Mỗi người mỗi trách nhiệm mọi nhiệm vụ nha anh em cả nhà. Nói chung đây là một chuyến biển đầu tiên từ bữa ghi mình làm nước sơn sửa và máy móc lại, mình cũng đã có lên clip cho anh em và cả nhà xem luôn nha. Đây là chuyến biển đầu tiên của chú cháu mình.
nên đi rất là hy vọng và may mắn, được thuận buồm xuôi gió. Wow, những luồng sóng quá là mồi luôn. Đúng là đời trai lên trên biển thật là gặp gỡ nha anh em. Chạy mà mồi nó tẹt hai bên hông ghi xèo 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 như sóng bổ. Nhưng anh em nhớ xem video của mình, nhớ cho mình một lượt like và một lượt đăng ký để ủng hộ kênh Phú Yên Nghĩa Tình của mình nha anh em. Nói chung Mỹ kia ở đây chắc đánh bích cũng được tầm 30 khi nhưng cái nha. Ồ, kia thì đem vô khay hết rồi, bọn con bọc ở trong lưới nữa. Quá là nhiều, quá là hấp dẫn. Mới tôi kéo mình muốn kia chưa xem nhưng mà chạy lên đã gặp tiếp một đầm rết cây nữa nha anh em cả nha. Giờ tụi mình bắt đầu đánh bắt tiếp. Đó, quá là uy bài luôn. Trời, bây giờ cũng muốn chiều tấu nha cả nhà. Đó, em Phương mình với em Tý mình đang bún phen. Đó, em Phương mình đang bún ở ngoài. Đó, nói chung bún này thì hôm nay thì gặp coi không có dây. Bún một lần thì được chục rưỡi khay, 20 khay. Gẹp cái cây nào ngon ngon thì 30 khi nha anh em, chứ không gẹp nhiều như mấy đợt trước được. Mấy đợt trước thì tụi mình có khi gẹp cây được 1 tấn đến 2 tấn là được 100 khi đến 200 khi nha anh em, khá là nhiều. Nói chung hầu lúc đó thì mình chưa có làm YouTuber, nhưng mà bây giờ thì mình đã làm YouTuber. Nhưng mong là ngày sau này sẽ gẹp những khúc cây khúc rết như thế để mình quay cho anh em được trải nghiệm thật tớ. Chứ hầu đó mà nếu mà mình biết làm YouTube thì mình quay những cảnh đó thì rất là đẹp luôn, rất là hấp dẫn luôn nha anh em cả nhà. Đó, quay đó. Ồ, cụ đó em đại của mình, em đợi em lại mình đang lặn xung quanh để cô thử kia đúng nhiều hay không, bực ngõ rồi nó chạy như thế nào được. Với mấy chú cháu mình bực ngõ đánh bích cho nó trọn ổ nha anh em cả nhà. Nói chung là quấn những đầm rết cây như thế này thì rất là phí. Phiết một lần ít lưu, chưa không có nhiều lưu. Làm rất là gọn nhẹ, rất là phí cho anh em cả nha. Em giọt mình đứng ở trước đó móc đều mí lại, móc con cóc lại. Rồi em thấy mới được kêu lên. Đó, tụi mình đã bao lưới với hết nhưng anh em nói chung là một lần quýnh như thế này thì rất là ít, tầm khoảng 200-300 sợi lưới thôi. Đó, đây là nhát lưới tụi mình vừa quýnh xong nhưng anh em kể ra được chắc cũng mấy chục em cây dũa, quá ít luôn. Nhưng mà chiều rồi thì tụi mình luôn đánh bích càng đỡ kiếm tổn kiếm dầu nha anh em kể nha. Ồ, còn những video như thế này thì mình lấy những cái đoạn nào video hay nhất, hấp dẫn nhất thì mình mới lấy để cho anh em với kẻ nhà có một trải nghiệm thực tế hơn. Trải nghiệm nó chính xác về biển chứ mà không có quay hết được. Quay hết thì nó xanh đen cái rất là nhàm chán nha anh em. Đó, bắt đầu giờ em Phương mình đồ bắt đầu muối. Nói chung là đầm rác này khá là ít, chích được 30 em cái giỏ vàng với ít em kia bò da. Cái vỏ này thì nhúng bột tạc hay xay để làm chè cũng rất là ngon nha anh em. Minh Tâm, ồ em Phương của mình bằng áo số 7 luôn, quá là ghét. Nhớ lại
Nói chung thì mặt trời giờ vẫn chưa có lặn nên em nào muốn ké thì muốn ké, còn mình với chú thừa mình, em Huy mình thì vẫn đang đứng ở trên để nhìn những đùm rác như thế nào. Mới thấy một đùm rác, tiếp tục bỏ cho em Đại mình xuống lặn của thử có ké hay không. Anh em thấy cái đùm rác hay không đó, đùm mà chân chính có khúc cây đó, để em Đại mình xuống lặn của thử, nếu mà có ké đứng tiếp tục nữa dù ít hay nhiều tụi mình vẫn đánh bắt nha anh em. Thế nha, nói chung làm ngờ này thì tùy theo mùa màng thôi, lúc nào đánh bắt ké nhiều thì nhiều, lúc nào đánh bắt ké ít thì ké ít, mình phải linh động mà làm nha anh em, chứ mà cứ chờ lúc ít lúc nhiều không làm là nó chỉ mất tổn, mất đi cái áo cái quần của mấy đứa nhỏ ở nhà nha anh em. Mùa kia như thế này thì cứ lựa ra loại nào xếp ra loại nấy nha anh em. Đỡ mai mốt về kẹp cảng thì rất là dễ bán. Cứ bốc hay lên bán từng loại khối lựa nữa là nó lâu. Nhưng mà đợt này cây này thì hầu nhiều kéo bình đông nha anh em. Bình đông này đỡ luộc, chấm muối ớt, đỡ nhậu là hết sảy luôn. Quá là tuyệt vời. Đó. Cả nhà xem kênh mình nhớ cho mình một lượt like và một lượt đăng ký nha cả nhà, để mình có động lực luôn làm những clip có ý nghĩa về biển, trải nghiệm thực tế và ngờ lưới quay rút rút ngay ở Phú Yên của mình nha anh em cả nhà. Em Đại mình đã vô mà thấy cây rồi nha anh em cả nhà. Nói chung hồi mai giờ mấy chú cháu mình cũng nên bàn quấn, nhưng mà em Đại mình đã vô thấy cây xéo cũng cây dũa nha anh em, nên là chắc không có đánh đâu. Đó, đây là buổi chiều đã hoàn thành xem một chuyến biển của chú cháu anh em mình trên kia nha cả nhà. Đây là em lợi của mình, chú mưa của mình, em Huy mình và em Đại mình, em Tý mình. Anh Quang luộc ít em bình đông lên nha anh em cả nhà, nhìn quá là hấp dẫn luôn, luộc lên rồi bọc tay chấm ớt in thơm nó mới có cảm giác chứ anh em cả nhà. Nhìn mở em Huy mình ăn nó thấy ngon quá. Wow, em lợi mình giờ ăn y bài luôn nha anh em. Do nói chung ngoài biển thì khá là thiếu thốn đủ thứ, chứ nếu mà mấy em ké đấy mà luộc lên nha, mà có bia ướp lạnh nữa thì uống là hết là sảy luôn, không có gì bằng luôn nha anh em thế nha. Wow, kéo bình đông này ăn thịt cũng ngon, mà ăn bộ đồ lem cũng ngon nha anh em. Mình chưa ăn mà mình nhìn mấy anh em chú chéo mình ăn mình nói chuyện mà mình chảy nước miếng luôn nha anh em, quá là đã. Wow, miếng thịt như thơ trứng bốc luôn. Nhưng mà cái này rất là rỉ, chứ không có mất những anh em, nhưng mà nó cũng khá là hiếm, tại vì cái cây gần bờ như thế này thì rất là ngon. Cái này tầm có 25 ngàn một ký à. Wow, em Huy mình ăn kèm những cái ăn giống kèm mà cục cơm nguội ăn qua. Nhìn ăn mà thấy thèm quá anh em ơi, quá là tuyệt vời. Wow, mà Đại mình ăn cũng đỡ cho. Wow, quá là ngon. Đó, đây là ánh nắng buổi chiều tàn nha anh em cả nhà. Cảnh chiều ở biển thì cũng khá là buồn. Đó, đây là buổi tối của mấy anh em mình trên kia ở ngoài khơi giáp biên nhưng anh em cả nhà. Đồ, em giọt mình mới câu được một em mực quá là hấp dẫn. Nói chung buổi tối mà ở ngoài khơi giáp biên giới như thế này thì câu mực loại này khá là nhiều nha anh em, trong điện lên mà coi quá là hấp dẫn luôn.
Ồ, mặt xe này thì chỉ ra phao khô của ngon mà anh mì tôm của ngon nha anh em. Ồ, đây là em Phương của mình. Đó, cùng đây là em cái dúa kia mình hầu chưa đến mít được nha anh em. Cái này thì tụi mình lạng ra móc một miếng ở gần ruộng đỡ tạo cái mùi kích thích cho mật nó nghi và nó tới, nhưng anh em được. Nói chung là câu mật như thế này cũng quá là bài bản luôn. Nói chung là mật ở ngoài khơi thì cũng câu rất là khác như mật ở trong bờ nha anh em. Thế nha. Chú Mư mình tiếp tục câu được một em. Quá là hấp dẫn luôn. Đó. Quá tuyệt vời luôn nha anh em. Thế nha. Chú Mư mình hình như không có lại cái gió mà chú Mư mình móc nguyên một con mực xe luôn nha anh em. Là một con mực dĩa hay sao á? Ở đây là em tí mình, còn anh em nào thức coi thì coi, còn anh em nào muốn ngủ thì ngủ, nhưng cả nhà đó hôm mai giờ thì câu được mới có hai ba em gì à mà câu năm tầm bảy tám ngư. Em Phương mình chắc hôm mai giờ chắc chưa câu được em nào quá. Thôi chuẩn bị em Phương mình sẽ ra tay nha anh em. Cả nhà em Phương mình sẽ bắt đầu lạng mật đỡ làm tô mì tôm hết là sảy luôn. Cảnh tàu ở ngoài khơi khá là buồn, nhưng anh em bốn biển mênh mông chẳng nhìn thấy núi sông nào kìa, còn chỉ có một ghi mình thôi, một mình thôi, quá là buồn luôn. Vẫn có đồng đội nhưng anh em chứ mà đi khơi như này mà đi một mình là không có được đâu, rất là nguy hiểm. Tại vì mấy móc lỡ nó hư bất thình lình banh mấy giữa đường thì không có ai giúp đỡ thì rất là nguy hiểm, nên phải đi mà tập đoàn lần hai chiếc đến ba chiếc để bảo vệ lẫn nhau đó. Đồ em Phương mình này đừng lấy một em mặc xe đỡ là màu câu luôn nha anh em, chưa biết có được hay không mà thấy nó hơn tốn một em mặc quá. Được em Phương mình là cũng khá là kinh nghiệm về cách câu mật, làm quá là bài bản luôn nha anh em. Đó, cùng đây là chú Thưa của mình. Chú Thưa mình này, ổng ấy đánh lưới, ổng cũng nói bây giờ còn mặt ổng cũng đang chỉ đạo nha anh em. Nói chung mà ổng kinh nghiệm về biển khá là nhiều, khá là hiểu biết trên ghi. Nói chung mà mặt hôm nay quá là ít in luôn nha anh em. Nên mấy anh em chú cháu mới là lạng đi hết rồi, xích đi hết rồi, rồi chuẩn bị tao mặc đồ ăn mì tôm. Wow. Tay của em Huy mình nấu cũng nhìn khá là hấp dẫn á. Trước khi mình tao mặc như thế là mình phải đỡ dầu nếm nha anh em. Tao thêm một tiết hành nữa cho nó thơm 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 thơm. Mình nấu kiểu mấy thằng vua đầu bếp Việt á nha anh em. Em Huy mình chuẩn bị bỏ vô. Quá là hấp dẫn. Yeah. Mọc ráo như thế này là tao lên một cái ăn mì tôm là không có gì bằng. Nhưng anh em tuy nên là ở biển khổ thì khổ, nhưng mà ăn uống thì nói chung là rất đầy đủ, rất là hấp dẫn. Ăn đồn là ăn toàn là đồ tươi sống không nhanh. Có em Huy mình đang điều chỉnh lửa. Em Huy mình thì nói chung là cũng có kinh nghiệm giờ đã biết cũng tầm 20 năm ở biển rồi, nên em Huy mình nấu những món nấu đơn giản như thế này thì rất là ngon, rất là hấp dẫn. Quá tuyệt vời. Một chút bột ngọt, một chút đường. Một chút gia vị để nó hấp dẫn hơn nha anh em. Đào lên, cho nó đều lên nha. Còn anh em nào ai ăn thì ăn, ai ngủ thì ngủ, nhưng anh em nói chung là mấy em tí em đại của mình thì ngủ hết rồi, còn mình với em Huy, mình với em Phương mình thì còn đó, quá hấp dẫn.
nhìn đã muốn lắm liền nhưng anh em. Nói chung là mực này anh cũng ít cho ngon, nhưng mà nó nấu tư thì anh cũng khía là tuyệt vời đấy. Chứ mà nếu mà anh giờ kết là mực thì nó không có bên mực lá và mực đất nhưng anh em. Nhưng mà nó tư thì anh cũng khía là ngon, khía là tuyệt vời. Nói chung là những món gì mà ở biển thì món nào cũng hấp dẫn hết. Đó, quá tuyệt vời. Làm ba tô mì tôm ít xấu. Wow, em hơi mình vừa ăn một miếng mực rồi kẹp thêm một ít mì tôm nữa nhé anh em, kể nha. Quá tuyệt vời. Wow, thêm ít hành nữa. Quá là hấp dẫn luôn. Wow, lấm một miếng mực đi. Oh, em giọt mình. Nhìn anh đã thấy chảy nước miếng rồi. Quá tuyệt vời. Nhưng tuy nhiên đi biển khơi ở trên biển như thế này, xe nhà, xe vợ, xe con, nhưng mà anh em thì rất đùm bọc lẫn nhau. Anh uống thì rất là ngon nhưng anh em, nên nó cũng vơi đi cái nào để nhớ về vợ con nhưng anh em. Mình cũng mơ anh em anh mì tôm với mấy anh em của mình từng ghi luôn nhưng anh em. Thôi mình quay clip đến đây là hết rồi. Thôi mình xin tạm biệt anh em và cả nhà. Hẹn anh em và cả nhà trong clip sau.